ông Donald Trump, Mỹ phải ngừng liên quan tới xung đột ở Ukraine. Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ cần một chiến lược rõ ràng nhằm rút khỏi xung đột ở Ukraine, đồng thời khẳng định phía đảng Dân Chủ hiện không có ý định này. Reuters dẫn lời ông Trump phát biểu khi vận động tranh cử tại thành phố Savannah, bang Georgia hôm 24 tháng 9. Cựu Tổng thống Mỹ nhắc lại cam kết sẽ chấm dứt xung đột ngay khi tái đắc cử. Chúng ta sẽ mắc kẹt trong xung đột này, trừ khi tôi là Tổng thống. Tôi sẽ kết thúc nó. Tôi sẽ đưa chúng ta ra ngoài. Tôi sẽ đàm phán. Chúng ta phải ngừng liên quan đến vấn đề này, ông Trung nhấn mạnh. Tại một cuộc vận động tranh cử khác hôm 23 tháng 9 ở Pennsylvania, ứng viên đảng Cộng Hòa cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rất muốn đảng Dân Chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Ông Zelensky đang công du Mỹ và dự kiến gặp Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris và các thành viên Quốc hội Mỹ để thảo luận về kế hoạch chiến thắng vào ngày 26 tháng 9, sau khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết ông Zelensky sẽ nêu vấn đề gỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga trong cuộc gặp với Tổng thống Biden. Tuy nhiên, theo ông Kirby, hiện tại Tổng thống Biden chưa thay đổi chính sách và vẫn giữ nguyên quan điểm y về vấn đề sử dụng vũ khí tầm xa. Theo các quan chức Ukraine, ông Zelensky cũng có kế hoạch gặp ông Trump. Tuy nhiên, một quan chức chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống cho hay hiện không có cuộc họp nào. Nhân chuyến thăm, các nguồn tin tiết lộ Mỹ có ý định công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã viện trợ quân sự trực tiếp khoảng 56 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra với Nga vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức Ukraine lo ngại nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, viện trợ có thể bị cắt giảm. Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo có đầu đạn siêu lớn, tài sản, lợi ích chiến lược của Mỹ trong tầm ngắm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.